cái cách tốt nhất trong cái cách trình bày văn bản thì người ta hay tạo ra style, đúng không? Thì style là một cái tổ hợp các cái định dạng có sẵn và được đặt tên, đúng không? Sau này mình có thể sử dụng để áp dụng cho các cái nội dung còn lại. Thì giả sử là mình chỉnh cái mẫu cho cái phần, cái style phần này chẳng hạn, ví dụ như là thầy thêm chút màu sắc này chẳng hạn, ví dụ vậy đi ha. Và thầy căn này giữa, đúng không? Thầy căn này giữa là cái màu sắc đó, đúng không? Đó, vậy thì bây giờ thầy sẽ tạo cái cho thầy xem như đây là một cái style, đúng không? Ở đây thì thầy có luôn cái biểu tượng này để thầy tạo style, mà không thầy menu trên được, đúng không? Thầy create a style, thầy tạo ra một cái style, đúng không? Ví dụ như là thầy đặt là style chương, style là cho phần, ví dụ như vậy, ok. Đó, vậy khi này thầy có một cái style phần, đúng không? Rồi cái này á, đúng không? Cái này chẳng hạn như là thầy sẽ có thêm về ngoài cái chuyện đậm á, đen, chẳng hạn như thầy có cái màu khác đi, đúng không? Ví dụ thôi, à, ví dụ đây là phông chữ 13 ha, đậm ha. Rồi cái thằng này á, thầy cũng có thể quy định nó cái style cho nó, đúng không? À, thầy sẽ create a style, thầy style là cấp 1 đi, đúng không? Đó, style cấp 1. À, ok. Đó. Thì như vậy là mình thấy ở trên này nó có hai cái style của mình, một cái là style cho phần, một cái là style cấp 1. À, nếu có một cái mục con ở bên trong nữa, đúng không? Thì chúng ta enter nó tự động nhảy thì chúng ta undo đi khỏi cần, đúng không? Ví dụ chẳng hạn chúng ta có 1.1 ABC là đó, đúng không? Giả sử có một cái mục 1.1 là đó con bên trong nữa. Cái gì đó đây, đúng không? Cái này mình muốn là không đậm nhưng mà nó nghiêng, ví dụ vậy, đây đúng không? Thì nếu cái đây là cấp độ 0 thì cái này là cấp độ 1 thì cái này sẽ là cấp độ 2, đúng không? Thì ta lại tạo cho nó một cái style, style như này, style ta đặt tên là style cấp 2 ha, cấp 2 đó, ok. Đấy, thì sau này thì cứ chỗ nào, ví dụ bây giờ là cái chỗ này á là style cấp 1, công việc chúng ta chỉ nháy chuột đây cái nó tự động nó ra, đúng không? Rồi, cái chỗ này là cấp 1 thôi, đúng không? Cái chỗ này á là style phần, cái này là style cấp 1, này là style cấp 1, đúng không? Này là style cấp 1. Giả sử ở đây nó có cái gì, ví dụ như cái chỗ này chúng ta có 2.1 chấm cái gì đó, đúng không? Cái đề mục này chúng ta bảo là nó không phải là cấp 1 nữa mà chúng ta bảo nó là cấp 2 thì tự động nó nghiêng, đúng không? Giờ chẳng hạn 2.2 gì đó, tiêu đề gì đó đây, đúng không? Đó, như vậy là chúng ta có các cái ba cái mẫu style này, đúng không? Đó, đó là xong. Thế thì bây giờ cái chẳng hạn chúng ta cần phải đánh mục lục, đúng không? Chẳng hạn ở đây là cái nơi chèn mục lục chẳng hạn, đúng không? Chẳng hạn ở đây là cái nơi chèn mục lục, chẳng hạn chúng ta cần lấy giữa luôn ha. Thì cái công việc là chúng ta chỉ insert cho thầy cho nó vào cái menu reference. Menu reference, chúng ta đợi chút. Đúng không? Cái chỗ là table of contents. Đúng không? Đó, đây chúng ta có sẵn mấy cái mẫu này. Các cái mẫu đây nó đánh mục lục theo cái style heading. Style heading. Chúng ta có thể chọn custom. Custom table of contents này thì để chúng ta chọn cái style cho nó cho mình, đúng không? Bây giờ mình không đánh theo heading nữa thì mình sẽ option nó ở đây. Option ở đây. Mình không đánh theo heading, đúng không? Hoặc là mình cứ để đây cũng được. Mình sẽ quy định cái của mình là mình đánh theo cái style của mình nữa cơ. Đúng không? Cái style phần này mình cho nó là mức ở đây nó gọi là cái mức thụt đầu dòng, đúng không? Mức thụt đó. Thì ở đây mình có thể coi đây là cấp 1. Phần là cấp 1 thì cấp 1 đây là giá trị mức 2, còn cái này là mức 3. Đấy, ok. Thì khi này mình thấy không? Chúng ta thấy. Đó. Nếu mình không muốn cái phần heading á thì mình cứ bỏ những cái style heading ra ngoài. Đó, thì mình thấy là như này, nó sẽ hiện ra đây. Đúng không ạ? Rồi ok. Đó, như vậy tự động nó sẽ ra cho ta cái mục lục. Đúng không ạ? Cái phần này thì chúng ta hoàn toàn có thể định dạng lại phông chữ một cách bình thường, định dạng phông chữ một cách bình thường. Đúng không ạ?
đúng không ạ? Đó thì tương tự vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được, được chưa? Đấy. Thì với cái loại này thì sau này mình hoàn toàn có thể là người đọc á, hoàn toàn có thể nhấn vào cái liên kết ở mục lục này để đi tới cái phần tương ứng. Đó. Đúng ạ? Đó. Thế ngoài ra mấy cái style này chúng ta có thể modify nó lại được. À, chúng ta có thể modify nó được. À, modify nó lại được. Bằng cách là chúng ta chỉ cần nhấn chuột lên thôi nhá. À, chúng ta cứ vô đúng cái mục mà chúng ta muốn. Rồi, ví dụ ở chỗ này chúng ta sẽ phải chuột lên, chúng ta modify. Nếu mà chúng ta lỡ đặt rồi thì chúng ta modify nó. À, modify thì ở đây nó có cái một cái nơi chúng ta đặt lại tên rồi định định dạng này kia vân vân. Thì ở đây nó có thêm một cái là style là based on, tức là cái style phần này thì dựa trên cái style nào. Thì thông thường á, để cho nó tiện quản lý thì chúng ta nên xây dựng cái style dựa trên những cái style mẫu mà Word nó xây dựng sẵn. Ví dụ như là phần đấy thầy sẽ cho nó dựa trên cái style heading 1 nhá. Đó. Rồi ví dụ cái thằng này á, thầy sẽ modify nó, thầy cho nó là based on heading 2. Đấy. Rồi cái thằng này á thì thầy cũng modify nó, thầy bảo là nó based on heading 3. Đấy. Đó, ok. Thì nếu như mà mình làm như này á thì chúng ta thấy rằng là ở cái cửa sổ view view này á, mình bật cái tính năng navigation này, navigation chúng ta thấy là nó sẽ xuất hiện cái theo cái heading ở phía bên này, quan sát cho nó dễ. Đó, quan sát cho nó dễ. Đó. Đó. Đó thì cái việc mà sử dụng cái style thì nó hay như vậy. Chỉ cần trong cái trường hợp mà chúng ta muốn xuất nó sang file PDF đúng không, chúng ta export nó ra đúng không, chúng ta create đúng không, thì ở đây chúng ta sẽ có thêm cái option ở đây, option đây, option ở đây á, chúng ta sẽ ví dụ như là chúng ta muốn là chúng ta tưởng tượng là nếu mà bình thường nha, bình thường khi mà chúng ta có cái file PDF đúng không, à cái file PDF của chúng ta như này đúng không, thì nếu chúng ta quan sát ở cửa sổ bên trái này chúng ta thấy rằng nó không có mục lửa, không có cái bookmark để chúng ta đi tới các cái nội dung mong muốn, mà chúng ta cứ phải cuộn chuột như này thì rất là khó đúng không? Thì thứ ra là nếu mà chúng ta đã sử dụng cái style theo cái kiểu của chúng ta gọi là xây dựng dựa trên based on một cái heading thì chúng ta có thể có được cái cửa sổ navigation theo heading. Đấy. Và khi mà chúng ta export cái file PDF đúng không, chúng ta cũng có thể option nó đúng không, chúng ta check vào cái chỗ này đúng không, create bookmark không? Tạo cái bookmark sử dụng heading không? Đó sử dụng heading thì khi này thì ok ha, thì thầy publish. À, thì khi này có phải là cái file 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 PDF của chúng ta có thêm cái mục lục phía bên này rất là tiện lợi đúng không? Đấy. Đâu, khi cần là tới chỗ nào là người ta nháy chuột vào đây tới chỗ đó. Thì đó là cái việc mà chúng ta sử dụng cái heading đúng không? Cái style và làm theo cái format đúng không? Chúng ta vừa tạo được mục lục rồi vừa tạo được cái bookmark này để khi người ta đọc cái tài liệu trở nên dễ dàng. À.